Anh chị Vì tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là con Thiên Chúa." Nhưng người quát bảo không cho chúng nói. Và chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày, người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến." Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong năm thánh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy có một câu châm ngôn: "Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha." Đây cũng là lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và hết thảy mỗi người chúng ta: "Hãy có lòng thương xót." Tin mừng hôm nay cho thấy chính Chúa Giêsu là người của lòng thương xót. Sau một ngày vất vả làm việc từ sáng tới chiều tối, Chúa Giêsu tất bật với sứ vụ rao giảng, huấn giáo, chữa bệnh. Chiều tối đến, nhất là giờ lúc cần nghỉ ngơi, thế mà khi Ngài xuất hiện ở nhà ông Simon, người ta đã xin Ngài chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông. Ngài không chần chừ, Ngài chạnh lòng thương xót. Ngài cúi xuống mà ra lệnh cho cơn sốt, tức thì cơn sốt đã tan biến khỏi bà. Lòng thương xót của Ngài còn tiếp tục tuôn trào trên những kẻ ốm đau và bệnh tật khác nữa. Chiều hôm đó, tất cả những ai đang mang trong mình bệnh tật đau yếu đều được Ngài đặt tay và chữa lành. Như vậy, lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa luôn đi bước trước, mời gọi chúng ta cộng tác cụ thể với Ngài, là chúng ta được Ngài thương, chúng ta cũng phải chia sẻ và thương yêu anh chị em của mình. Giống như bà mẹ vợ của ông Simon, sau khi được chữa khỏi sốt, bà đã mau mắn phục vụ Chúa và những người đi theo Chúa. Gương lành của bà là lời thúc bách cho tất cả chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày của mình. Dù được nhiều người yêu mến, dù người ta cố níu kéo người ở lại, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ quên việc chính yếu là phải loan báo tin mừng. Ngài nói với họ: "Tôi còn phải đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các nơi khác nữa." Như vậy, loan báo tin mừng là công việc hàng đầu, là ưu tiên, là số một, cần phải ý thức về sứ vụ của tất cả những người Kitô hữu chúng ta. Mọi việc phải tập trung cho cái vấn đề là đưa người ta đến với Chúa, nhận biết hồng ân của Chúa. Truyền giáo bằng lời nói, bằng hành động đích thực chính là qua cái tình yêu thương bác ái, xả thân phục vụ của mình. Anh chị em thân mến, thành công và tiếng tăm, thiện cảm và sự thân quen gần gũi có khi níu giữ chân chúng ta ở lại trên những thành quả tông đồ. Trước sự chèo kéo của những người đau yếu cần đến Chúa, muốn giữ Chúa ở lại cho mình, nhưng cánh đồng truyền giáo mênh mông, Chúa đã biết
mình không dừng chân lại một chỗ, không đặt một cái trụ sở nào, nhưng con đường mình đi là đến khắp cùng bờ cõi trái đất. Đâu phải chỉ có Capernaum hay Nazareth hay vùng Galilea, mà Ngài còn đi rao giảng ở khắp những thành miền Judea nữa. Như vậy, mệnh lệnh cho chúng ta là không bao giờ được từ chối ai và chẳng bao giờ dừng lại ở một chỗ, sẽ đi mãi cho đến tận cùng. Tin mừng phải được trải dài, ơn chữa lành phải cho mọi người, và chúng ta cũng tiếp tục phục vụ anh chị em trong cái ý hướng đó. Amen.